Điện hạ, Sở giáo đầu đến. Mạc tướng Sở Kiều tham kiến Tương Dương điện hạ. Đứng lên đi. Dạ. Ngươi chính là Sở Kiều à? Dạ. Đối với ngươi, ta đã nghe danh qua từ lâu. Hôm đó gặp nhau trên yến tiệc, quả thật thân thủ bất phàm, quần thoa không kém đấng mày râu. Hôm đó nhiều người quá, không có cơ hội nói chuyện với ngươi. Không ngờ hôm nay là có cơ hội, chúng ta có thể dốc sức cùng một doanh trại. Điện hạ quá khen, Sở Kiều không dám. Ta nghe nói trước đây Yến Bắc làm phản, cả nhà Yến Thế Tử phải chịu tội. Là ngươi luôn ở bên cạnh của hắn, bảo vệ hắn, chăm sóc cho hắn. Đều là người không có nhà để về, chẳng qua chỉ là sưởi ấm cho nhau thôi. Thế Tử có thân phận cao quý, không chê Sở Kiều thấp hèn, đó là vinh hạnh của Sở Kiều. Hay cho một nữ tử trung liệt, chẳng trách sao phụ hoàng lại phái người tới doanh trại của ta. Đại ngụy ta tuy không bằng Nam Triều, có tiền lệ nữ nhân vào triều làm quan, nhưng nữ tử làm tướng trong quân doanh vẫn là lần đầu. Hoàng thượng hậu ái, Sở Kiều rất biết ơn. Kiếm trong tay của ngươi là Tàng Hồng kiếm đúng không? Phải. Điện hạ, trong doanh trại của ta có một đội quân, đúng lúc đang cần một giáo đầu tiễn thuật. Đi đi, làm cho tốt. Gặp phải khó khăn gì cứ tới tìm ta. Dẫn Sở giáo đầu đi đi. Dạ. Đa tạ điện hạ. Người đâu? Có. Kêu Vũ Văn Nguyệt tướng quân tới đây. Dạ. Tiết Trí Lãnh, ngươi cho rằng ngươi dày dò ta như vậy, ta nhất định xin ngươi tha sao? Có bản lĩnh thì giết ta đi. Hà Tiêu, muốn chết hả? Tao cho ngươi toại nguyện. Thống lĩnh đại nhân, phó thống lĩnh cũng là nhất thời tức giận mới nói năng không lựa lời. Ngài đại nhân đại lượng, xin ngài tha cho ngài ấy đi. Tiết thống lĩnh, Hạ thống lĩnh tội không đáng chết, xin ngài tha thứ cho ngài. Các ngươi đang làm gì? Mau đứng lên hết đi. Xếp hàng nghe lệnh. Hạ Tiêu làm dao động lòng quân, mê hoặc tạo phản, với tội lâm trận bỏ trốn, xử án tử hình. Lập tức chấp hành. Khoan đã. Người lại cả gan cản trở quân đội hành hình. Ta là giáo đầu tiễn thuật Kiêu Kỵ Doanh do hoàng thượng đích thân sắc phong Sở Kiều, phụng mệnh Tương Dương Dương tới quân đội trình diện. Nếu đến để trình diện, hà tất phải lo chuyện bao đồng? Ngươi có biết hắn phạm phải tội gì mà dám cản trở hành hình? Sở Kiều không dám. Sở Kiều chỉ là mới tới đại doanh này, thấy binh sĩ ở đây đều cầu xin cho hắn, không biết người này phạm phải tội gì. Hắn thân là tướng quân đại ngụy mà tối ngày lại nhảy đòi về nhà, đây không phải nhiễu loạn lòng quân, lay động lòng quân hay sao? Tiết thống lĩnh, ngài muốn dồn ta vào chỗ chết, cần gì phải kiếm cớ, một đao giết ta là xong. Tiết thống lĩnh, nói hắn nhiễu loạn lòng quân, tốt nhất đừng kết luận quá sớm, dù sao cũng phải báo với cấp trên một tiếng. Ta thanh lý môn hộ của mình, không cần phiền đến tướng quân chứ. Binh sĩ ngài muốn giết không phải binh sĩ bình thường, mà là phó tướng của Kiêu Kỵ Doanh, tướng lĩnh của Tú Lệ Quân, mà Tú Lệ Quân là trọng binh trấn thủ Trường An. Không biết kể từ lúc nào đã trở thành phủ binh của Tiết thống lĩnh vậy. Ngươi tốt nhất nên bẩm báo Tương Dương điện hạ và Vũ Văn tướng quân trước đã. Sở giáo đầu, hôm nay cô
muốn ra mặt cho hắn hay sao? À, không dám. Chỉ là Sở Kiều vừa mới nhậm chức thì đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự không được may mắn cho lắm. Nếu như Tiết thống lĩnh kiên quyết muốn chấp hành, vậy Sở Kiều chỉ có thể rời đi, đi bẩm báo Tương Dương điện hạ, để ngài ấy tới chủ trì công đạo. Được, hôm nay ta nể mặt cô. Đa tạ Tiết thống lĩnh. Đi. Nghe tìm ta. Từ lúc nào ngươi bắt đầu quản việc phân bổ người trong doanh trại vậy? Ta là phó soái trong doanh trại, điều động binh lính, sắp xếp phân bổ là chuyện trong bổn phận của ta. Chuyện trong bổn sự à? Có trách nhiệm như vậy sao trước đây ta không phát hiện ra chứ? Nếu không có việc gì thì ta đi đây. Quay lại, có việc cần nói. Ngươi không phải thật sự thích ả chứ? Nè, thật sự là có chuyện thương lượng mà. Quay lại đây. Điện hạ giận rồi sao? Ta có nhỏ mọn như vậy không? Vũ Văn phó soái sao lại thích Sở Giáo Đầu đến như vậy? Xưa nay nữ tử và quân doanh đều không thể sống yên ổn, chịu ức hiếp, chịu lăng nhục, đó là chuyện thường tình. Ngươi nhìn kiêu kỵ doanh của chúng ta đi, có ai không phải xuất thân môn phiệt quý tộc không? Ả tiểu nữ vừa thoát khỏi nô tịch phải xoay sở thế nào đây? Quan sát khắp doanh trại cũng chỉ có Tú Lệ Quân là đến từ Yên Bắc, khắp nơi chịu đả kích bài xích lại cảm thấy áy náy với Yến Tuân, mới chịu sự chỉ huy của ả mà thôi. Vũ Văn Nguyệt sắp xếp ả vào Tú Lệ Quân, không phải quan tâm ả thì còn là gì? Đúng, điện hạ nói có lý. Ta sợ tới cuối cùng chỉ uổng phí tâm tư mà thôi. Thống lĩnh, nữ nhân kia chính là tiểu nha đầu ở bên cạnh thái tử trên cửu u đài năm xưa, còn phải giả không? Được hay sao đấy? Mấy năm nay cô ta luôn bầu bạn với thái tử ở quanh ca tiểu diện. Không lâu trước đây ở khu săn bắn, vang danh cuộc thi tỷ thí với lại Trác Mã quân chúa, hoàng thượng hạ chỉ phong cô ta làm tiễn thuật giáo đầu vào doanh trại nhậm chức. Cô ta là nữ tướng đầu tiên khi Đại Ngụy khai quốc đến nay đó, đã vang danh thiên hạ từ lâu rồi. Vậy thì cô ta nhất định có thể nói chuyện được với thái tử. Nếu như cô ta có thể giúp cho chúng ta giải thích vài câu. Quỳnh đừng có nằm mơ nữa. Sao lại là nằm mơ chứ? Vừa rồi cô ta dốc sức giúp chúng ta như vậy, có thể thấy không có địch ý gì đối với chúng ta. Hôm nay cô ta mới vào doanh trại, giờ chót nhận phân công đến quân đội chúng ta, tám phần ngay cả chúng ta là ai cũng không biết. Ô danh trên người của chúng ta đúng là khó mà giải bày mà. Quỳnh còn trông mong cô ta giúp chúng ta hả? Chờ xem đi, sau khi cô ta biết, ngày tháng sau này của chúng ta sẽ khó khăn hơn đó. 3 năm cũng không có về nhà, gia thư đã viết mấy trăm bức, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Không biết là cha mẹ của ta như thế nào. Nương tử mà ta mới rước về nhà, lúc ta đi nói là đã có mang với ta, cũng không biết là trai hay gái. Ê, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Sợ gió đâu? Tìm ta sao? Hạ Tiêu, huynh không sao chứ? Ta không sao, sợ gió đâu. Đây là thuốc trị thương thượng hạng, cầm đi. Đa tạ sợ gió đâu. Đúng rồi, làm sao cô biết ta vậy? Thành Trường An chỉ có mấy người Yến Bắc đó, sao ta có thể không biết cho được? Ta không những biết Hạ Tiêu huynh, Cát Kỳ, Ô Đan Du xuất thân từ Tú Lệ Quân Yến Bắc, là thuộc hạ của bộ tướng Lưu Tử Nghiệp năm xưa. Ừ, dưỡng thương cho tốt đi. Đa tạ sợ giáo đầu. Đã khuya như vậy vẫn chưa ngủ sao? Sợ giáo đầu, không ngủ được. Ta cũng không ngủ được. Vừa rồi có phải ta đã làm phiền huynh không?
Không có. Ta có quen với một người bạn, huynh ấy cũng rất hay thổi kèn tất lật. Ai vậy? Yến Thế Tử. Người Yến Bắc các huynh có phải đều thích thổi kèn này không? Kèn tất lật là nhạc khí trong quân ngũ. Kèn tất lật của ta là phụ thân ta dạy. Kèn tất lật của Yến Thế Tử chắc là Hồ Gia dạy thì phải. Nhà của huynh ở Yến Bắc chắc cũng đã 3 năm không trở về rồi. 2 năm 8 tháng 21 ngày. Ê là bây giờ muốn trở về cũng không biết nên về đâu. Từ khi chuyện đó xảy ra, huynh trưởng của ta xóa ta khỏi tông phủ. Nương tử của ta thân đang mang thai, muốn trốn khỏi Yến Bắc đến cậy nhờ ta, nhưng trên đường đã bị mã phỉ cướp đi. Đối phương nghe nói là nương tử của ta, liền nhẫn tâm giết hại. Không ngờ là vì sự việc này hắn còn trở thành hiệp đạo hành hiệp trượng nghĩa. Sau đó triều đình triệu hắn ta về, nghe nói bây giờ còn làm quan nữa. Người đó là ai? Ngay cả thai phụ cũng giết. Sau này nếu như có cơ hội, ta sẽ giúp huynh báo thù. Nhưng ta là phản đồ. Huynh cảm thấy phản đồ nhục nhã sao? Không thể tha thứ. Vì sao huynh không chết đi? Huynh trưởng huynh đã biết tông môn đáng hổ thẹn. Thuộc hạ của huynh năm xưa Lưu Tử Nghiệp đã sớm đập đầu chết ở trên Tú Lệ Sơn. Còn huynh thì sao? Tại sao huynh vẫn còn sống? Cô tưởng ta không muốn sao? Nhưng nếu như ta chết đi, Tú Lệ quân phải làm sao? Họ trung thành đi theo ta, đối đãi chân thành, bây giờ bỗng nhiên phải gánh trên vai danh xưng phản đồ. Nếu ta chết đi, ai sẽ bảo vệ cho họ? Với ta mà nói, họ không những là thuộc hạ của ta, bây giờ còn là người nhà của ta. Ta có trách nhiệm đưa họ trở về Yến Bắc. Cho dù không thể quay về, ta cũng cho họ một cuộc sống tốt hơn. Khó khăn cỡ nào, ta cũng phải gánh vác. Thân là một phản đồ, có phải huynh suy nghĩ quá nhiều rồi không? Cô tin ta chứ? Nếu cô tin tưởng ta, có phải có nghĩa là Thế Tử Điện Hạ cũng sẽ tin tưởng ta không? Huynh ấy, thân huynh ấy đang ở trong hang cọp, nhà tan cửa nát, có vô số đôi mắt dõi theo huynh ấy. Thời hạn 3 năm sắp hết, bản thân huynh ấy cũng không biết mình có thể sống bao lâu nữa. Huynh ấy tin tưởng huynh hay không quan trọng không? Chuyện năm đó không phải tội lỗi của một người. Triệu Đông Đình dùng lệnh hoàng đế gạt mở cổng thành, về lý có thể bỏ qua cho các huynh. Nhưng sau khi phương Bắc bị tàn sát, Hắc Ưng quân Yến Bắc phát động tấn công mang tính tự sát, toàn quân bị tiêu diệt. Hồng Xuyên quân Yến Bắc cũng đã tắm máu phản kháng, chiến đấu tới người cuối cùng. Còn các huynh thì sao? Trước là tội vô chức trách, khiến cả Yến Bắc chôn chung vì sự ngu xuẩn của các huynh. Sau đó lại từ bỏ kháng cự, rời khỏi Yến Bắc tới Trường An. Các huynh tham sống sợ chết nhiều năm nay, cho dù năm đó không phải tự nguyện trở thành kẻ phản bội, nhưng 3 năm này cũng đã trôi qua, các huynh đã ngồi chắc trên tội danh phản bội rồi. Ta đồng cảm với cảnh ngộ của huynh, nhưng ta không tán đồng hành vi của huynh. Nhẫn nhục chịu đựng, nằm gai nếm mật, cũng phải có mục tiêu. Nếu không sẽ hoàn toàn biến thành qua được thì qua, tham sống sợ chết. Mục tiêu của các huynh là gì? Ta không nhìn thấy. Làm người vẫn phải ôm hy vọng và kiên trì. Nếu không có gì khác với một cái xác không hồn đâu chứ.
ngày tháng còn dài. Con đường tương lai của các huynh ở đâu? Huynh còn thời gian để từ từ suy nghĩ. Ô tiên sinh còn đang tiếp tục chuyển giao nhân lực, kinh phí mua sắm dự đoán sẽ nhiều hơn 3 phần. Bố cục đang xen nhưng có thứ tự, giao thông then chốt Đông Tây toàn bộ chiếm hết, nhờ có phần tâm huyết của bà chủ. Đa tạ thế tử khen ngợi. Dù quả không phải vật bình thường, vẫn cần cẩn thận chu toàn. Cô nương yên tâm, trong cửa hàng dưới danh nghĩa đã có một cửa hàng dầu, đủ để che mắt người khác. Ừ, vậy là tốt nhất. Ừ, cô đi làm việc đi. Ừ. Hoàng gia, môn phiệt, phủ bộ, liên quan tới toàn bộ, tình hình rất là hỗn loạn. Đường ra ngoài Trường An sẽ rất là cam go. Bây giờ mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ đợi thời cơ đến, bố cục sẽ lập tức khởi động. Cho dù dùng máu đẩy thuyền để bảo vệ thế tử, nghĩa sĩ của Yên Bắc cũng sẽ không díu mày một cái. Chỉ cần thế tử có thể ra khỏi Trường An, an toàn trở về Yên Bắc. Mấy ngày không gặp, mẫu phi gọi đi rồi. Gia mu bất hạnh, thực sự là ngủ không yên giấc. Chuyện đã đến nước này, vẫn mong mẫu phi chú trọng sức khỏe của bản thân. Nhi thần từ nhỏ đã mất mẫu thân, là mẫu phi đã nuôi nhi thần khôn lớn. Mẫu phi chính là thân mẫu của nhi thần. Ngụy đại nhân giống như cửu cửu ruột của nhi thần. Vì vậy phụ hoàng mới lệnh cho Vũ Văn Nguyệt không nói chuyện này với nhi thần. Nếu nhi thần sớm biết chuyện này thì mọi chuyện cũng không tới mức như vậy rồi. Là huynh ấy tự chuốc lấy, không thể trách người khác. May là Vũ Văn Nguyệt bảo vệ được Diệp Nhi, nếu không thì Ngụy gia chúng ta sẽ tuyệt hậu mất. Mẫu phi không trách tội thì tốt. Nghe nói mấy hôm nay thái tử đại lương Tiêu Sách sắp đến đây, phụ hoàng có ý gả Thuần Nhi cho hắn. Phải, ta cũng đang lo lắng vì chuyện này. Nghe nói người này phẩm chất rất tệ, phi tần vô số. Nếu Thuần Nhi thật sự gả qua đó, cô sợ phải chịu ấm ức rồi. Ta sẽ không để cho Thuần Nhi gả đến Đại Lương đâu. Mẫu phi có cách gì hay không? Thì có một cách. Lần này ta kêu con đến chính là muốn hỏi ý kiến của con. Mẫu phi cứ nói. Ta muốn Thuần Nhi đính hôn trước thời hạn. Mẫu phi chọn công tử nhà nào rồi hay sao vậy? Công chúa, cẩn thận tay đó. Mẫu phi nói rồi, là nữ nhi thì phải học hỏi nhiều. Nhìn đi. Sao hả? Công chúa của chúng ta tất nhiên thông minh khéo léo rồi. Quả nhiên là thông minh khéo léo. Thất ca. Thuần Nhi. Thất ca, sao hôm nay Quynh rảnh rỗi như vậy? Quynh đến thăm mẫu phi muội phải không? Phải. Nhưng sao chẳng thấy Quynh đến thăm Thuần Nhi? Tại vì Thuần Nhi quá bận rộn, thất ca không tiện quấy rầy. Muội thì có gì mà bận chứ, muội suốt ngày chỉ đi lại trong hậu hoa viên làm chút nữ công gì đó mà thôi. Thuần Nhi, thất ca cam đoan với muội, muội sắp phải bận rộn rồi, đừng có nóng ruột nha. Bận? Muội thì có gì phải bận? Bận hôn sự. Thuần Nhi, muội đã lớn chừng này rồi, cũng nên lấy chồng đi chứ. Thất ca, Quỳnh đừng có ghẹo muội. Thất ca không có ghẹo muội đâu. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là việc nên làm thôi mà. Giả lại, lúc thất ca bằng tuổi muội, con trai đã biết đi rồi đó nha. Nhưng ai mà thích Thuần Nhi chứ? Ai mà thèm cưới Thuần Nhi? Thuần Nhi của chúng ta xinh đẹp như vậy, những người thích muội chắc chắn là rất nhiều rồi. Thất ca, có phải mẫu phi muội nói gì với Quynh rồi không? Có phải đã nói có người thích hợp không? Quỳnh lén nói cho muội biết đi. Thuần Nhi, chuyện này hãy để mẫu phi đích thân nói chuyện với muội. Nhưng thất ca cam đoan với muội,
Người này chắc chắn lai lịch rõ ràng, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường, nhất định sẽ khiến cho muội hài lòng. A Kiều ở Kiêu Kỵ Doanh, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mọi chuyện vẫn thuận lợi. Tương Dương điện hạ phái quay đến Tú Lệ Quân, bọn người đó đã là một lũ vô dụng. A sợ đi đối phó bọn họ chắc là sẽ dễ dàng hơn. Tú Lệ Quân, sau khi Lưu Tử Nghiệp chết, thống lĩnh của họ lại chủ soái tên Tiết Trí Lãnh, là con trai Tiết Lộ, phó soái thành Phòng Doanh. Nghe nói bắt nạt bọn họ rất ghê gớm. Tướng lĩnh trước đây của Tú Lệ Quân, Hà Tiêu, bây giờ là phó thống lĩnh trong quân ngũ, là tâm phúc của họ. Chúng ta đi thăm A Kiều đi. Ừ. Nhìn cái gì vậy? Không có gì. Đợi người hả? Trước đây tao cứ tưởng ngươi là một khúc gỗ, không ngờ ngươi cũng có ngày xuân tâm nở rộ ha. Ta ăn xong rồi, ta đi đây. Nè, ngươi sao vậy? Chẳng có chút phong độ đại tướng nào cả. Ngài đường đường là một hoàng tử, suốt ngày nói năng linh tinh, ngài có phong độ hay sao? Con rồng cháu rồng cũng là người phàm thôi, cũng sẽ có thất tình lục dục. Nói thật nha, cô gái này không tệ, có dũng có mưu lại có khí độ, ra tay không thua kém nam nhân. Một cô gái như vậy rất là hiếm. Nhưng tình ý của người ta cũng không phải dành cho ngươi. Năm xưa Yến Tuân ở Cửu Ưu Đài, hắn rơi vào bước đường cùng như vậy. Một cô gái nhỏ bé như cô ta là có thể bao bọc hắn, đối phó với nhiều người. Cuộc sống lao lý suốt 3 năm, sống chết bên nhau, phần tình nghĩa này người có sánh được hay không chứ? Qua mùa hè đẹp cách mấy, không nằm trong tay người thì có lợi ích gì chứ? Ta chỉ nhìn là được rồi. Nhìn là được sao? Nhìn cô ấy trong tay người khác rực rỡ chói sáng sao? Vũ Văn Nguyệt, ngươi có thân phận thế nào vậy? Có cần gì một cô gái như vậy cam lòng sa ngã hay không? Cam lòng sa ngã? Không cảm thấy. Ta ăn no rồi, ngài dùng đi. Sao huynh tới đây vậy? Không sợ người khác nhìn thấy sao? Ta muốn tới đây thăm muội, coi muội ở trong quân ngũ có tốt không. Sao vậy, không hoan nghênh sao? Ta không phải đã gửi thư cho huynh rồi hả? Chưa đọc sao? Nghe người khác nói huynh không yên tâm, huynh muốn đích thân tới xem thử muội ngủ có ngon không, ăn có quen không, có ai ức hiếp muội không? Ức hiếp ta? Có khi nào ta bị người ta ức hiếp không? Ta không ức hiếp người khác đã là may lắm rồi. Thấy tinh thần này của muội cũng khá ổn rồi đó. Đây là gì vậy? Tặng cho ta hả? Son phấn bột nước, xưa nay ta có dùng thứ này đâu. Có cô gái nào mà không thích sửa soạn đâu chứ. Hơn nữa, đây không phải là son phấn mà là mỡ đặc. Trời lạnh rồi, buổi tối tay chân dễ bị lạnh, thoa cái này lên rồi sẽ có tác dụng bảo vệ da. Được rồi, được rồi, để ta tự thoa là được rồi. Kéo cung phải chuẩn, bắn cung phải vững. Ổn định, cánh tay phải giữ cân bằng. Phải giữ mức vững vàng nhất định, bắn ra phải cương quyết, đừng ngắm bắn hai lần. Cũng đừng chần chừ do dự, thân người phải thẳng, dùng lực phải đều. Biết cách giữ cung, cung vững là được. Để ta thị phạm cho mọi người thấy. Lợi hại lắm. Vũ Văn tướng quân, Vũ Văn tướng quân. Tên này là ai bằng? Là thuộc hạ. Cung.
Vũ Văn tướng quân hay quá, xuất sắc, giỏi thiệt. Tiễn pháp của người cũng được lắm đó. Tiễn pháp của tướng quân càng xuất quỷ nhập thần. Tất nhiên ta biết. Hạ Tiêu đâu? Anh tới binh bộ rồi, hôm nay là ngày phát lương. Ta thấy cung của các người đều đã cũ rồi, lát nữa tìm ai đó lấy thủ lệnh của ta đi lãnh một số cung mới. Dạ. Nhờ cổ đi. Sở giáo đầu, mau đi đi. Đúng vậy, mau đi đi. Đi đi. Đi đi đi. Không phải nói đưa ta thủ lệnh sao? Mau giết đi chứ. Cô không mày mực, làm sao ta giết? Ngươi. Ta nhớ lần trước ở Thanh Sơn Viện, cô từng nói đó là lần cuối cùng cô hầu hạ ta. Đúng là sơn thủy tương phùng. Mới qua có mấy ngày, chúng ta lại gặp nhau rồi. Làm gì đây? Mỏi tay rồi, không mài được nữa. Cuộc sống ở trong quân doanh cô đã quen chưa? Liên quan gì tới ngươi? Cô nói chuyện với cấp trên với khẩu khí này hay sao? Cấp trên thì nên nói lời của cấp trên. Cấp trên nào mà giống như ngươi đây, sinh sự vô cớ bắt thuộc hạ mài mực. Nhìn là biết cô chưa từng sống trong quân doanh. Nếu như cấp trên muốn sinh sự vô cớ, có rất nhiều cách, thì mày mực có là gì chứ? Giết đi, đủ cho ngươi giết một cuốn sách rồi. Đúng rồi, gã Tiết Trí Lãnh đó là con trai của Tiết Lộ. Tiết Lộ là phó soái của thành phòng doanh. Cô không có việc gì, cố đừng chọc ghẹo hắn. Một nữ nhân như cô sống trong quân doanh có nhiều bất tiện. Một khi có cơ hội, ta sẽ điều cô đi. Cho nên cô hãy cố khiêm tốn một chút, đừng luôn nghĩ đến chuyện làm chút việc cho Yến Tuân. Nên biết ở đây là doanh trại của ta, các cô làm chuyện gì đều không qua được đôi mắt của ta đâu. Vì sao ngươi muốn giúp ta? Cô muốn nói chuyện gì chứ? Ta vào Tú Lệ Quân tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thông minh. Nếu như ta ngu ngốc, có thể sống tới hôm nay hay không? Nếu cô thông minh như vậy thì hãy cố đứng ngoài mọi chuyện. Chuyện của Ngụy Quan ta đã giúp cô giải quyết rồi, nên nhớ chỉ một lần này thôi. Chủ tử nhà cô ý đồ quá lớn, ta sợ cô dẫn lửa đốt mình. Chẳng lẽ phải ngồi yên chờ chết sao? Phương pháp để đạt được mục đích có rất nhiều loại. Thị phi ân oán đã bày trước mắt rồi, đi về phía trước không chừng còn có đường sống. Nếu dậm chân tại chỗ hoặc ngồi yên chờ chết thì chỉ có thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Có thể các cô đi về phía trước cũng không đi nổi. Ta sẽ không cho các cô toại nguyện đâu. Không thử làm sao biết. Ta khuyên cô đừng quá cố chấp. Đó không phải cố chấp mà là kiên định. Công chúa. Giang Sang cô, mẫu phi gọi ta hả? Đúng vậy công chúa. Công chúa mau vào đi, khách mời của nương nương đã tới rồi, chỉ đợi công chúa cùng dùng cơm tối đó. Còn mời ai nữa? Công chúa quên rồi sao? Mấy hôm trước chẳng phải nương nương đã nói muốn giúp công chúa chọn một vị lang quân như ý sao? Được rồi, mau vào trong đi. Vũ Văn Nguyệt. Công chúa. Mẫu phi, sao Tảng Băng cũng ở đây vậy? Tất nhiên là ta mời đến rồi, mau ngồi đi. Mẫu phi, Thuần Nhi không đói, hai người cứ ăn đi, con xin cáo lui. Thuần Nhi, đừng ngăn bướng như vậy, mấy món này đều là mấy món thường ngày con rất thích đó. Vậy cũng phải xem cùng ăn với ai chứ. Quý phi nương nương, thần còn có việc, xin cáo lui trước. Hai người ngồi xuống cho ta.
ăn với ta một bữa cơm khó đến vậy sao? Dạ. Rượu hoa cúc này là Trùng Dương phải uống. Qua mấy ngày nữa chính là tiết Trùng Dương rồi. Ta vẫn còn nhớ giò rượu hoa cúc này chính là do Đại Lương Đế tặng. Dùng cúc trắng non, phơi xương lược bã làm ra. Uống vào còn có mùi thơm nhẹ. Rất ngon. Cô không biết. À, Đại Lương Đế này cũng thú vị thật. Trong lúc tặng rượu còn kèm theo một bài thơ: Tương hô đều khuôn thái cúc châu, triều khởi lộ thấp chim la nhu. Mẫu phi, Di thần kính người một ly rượu trường thọ, chúc người Trùng Dương an khang, luôn gặp điềm lành. Cũng kính Vũ Văn tướng quân một ly đi. Nhanh lên đi. Nguyệt công tử, Thuận Nhi cũng kính ngài một ly. Tạ công chúa. Ái trời ơi. Ái trời ơi, xin lỗi nha. Bổn công chúa lỡ tay. Xem như ly rượu này chúng ta không uống được rồi. Đúng là không có duyên phận mà. Ta thấy hơi đau đầu, hai người cứ tự nhiên đi. Cung tiễn quý phi. Nhi thần cung tiễn mẫu phi. Mẫu phi nghỉ ngơi sớm nha. Sao hả Tảng Băng, cảm kích ta chứ, cho huynh sớm được thoát thân. Nè, ta cho huynh biết nha, không có lý nào ta thích huynh đâu. Đa tạ nha. Huynh có thái độ gì vậy? Tuy ta nói không lý nào ta thích huynh, nhưng huynh nghe ta nói như vậy cũng không cần vui mừng vậy chứ. Vậy ta nên có thái độ gì đây? Ta rất đau khổ, ta rất đau lòng. Không có được sự yêu thích của vị công chúa xinh đẹp, thật sự đáng tiếc quá đi. Đúng là đáng tiếc. Tảng Băng à, hôm nay ta mới phát hiện huynh cũng có chút xíu đáng yêu đó. Cạn ly. Xin công chúa dừng bước, không cần tiễn nữa. Hôm nay tâm trạng của bổn công chúa rất tốt, tiễn huynh một đoạn không sao đâu.
Nếu như công chúa không muốn có bất cứ quan hệ gì với ta, thì đừng làm ra những hành vi khiến quý phi nương nương hiểu lầm. Nhất là vì để xuất cung mà trên đường cứ đi theo ta. Lỡ như để nương nương cảm thấy giao tiếp giữa hai chúng ta vẫn tạm được, xin hoàng thượng ban hôn, không phải rất phiền phức sao? Tiểu hồ ly, bất cứ chuyện gì cũng bị ngươi đoán trúng. Ai, được rồi được rồi, huynh đi đi, bổn công chúa không cần huynh cũng có thể xuất cung như thường. Về rồi sao? Sao hả? Đã gặp được Thuần Nhi chưa? Sao điện hạ biết? Ta không biết. Ngài đã thương nghị với Ngụy Quý Phi muốn gả Thuần Nhi cho ta sao? Phải, là ta. Lo chuyện bao đồng. Sao vậy? Không thích Thuần Nhi à? Thuần Nhi thông minh phóng khoáng, xuất thân cao quý, tại sao ngươi lại không thích chứ? Không gì sao hết, tại không xứng thôi. Vì Sở Kiều có phải không? Vũ Văn Nguyệt, khoan nói chuyện, cô ta thích ngươi hay là không, cho dù cô ta chịu theo ngươi, ngươi cũng phải nghĩ tới thân phận của ngươi. Ngươi là con trai ruột của Đại Trụ Quốc, cháu đích tôn của Vũ Văn gia, gia tộc của ngươi sao có thể để ngươi cưới một cô gái xuất thân nô tịch được chứ? Liên quan gì đến ngài? Cho dù ngươi có thể thuyết phục được phụ thân ngươi, ngươi cũng nên nghĩ xem cô ta có thân phận gì. Cô ta ở quanh ca tiểu diện, trai đơn gái chiếc, chung sống suốt 3 năm với Yến Tuân. Chuyện nên xảy ra đã sớm xảy ra rồi. Một cô gái như vậy, dựa vào đâu để ngươi vì cô ta mà làm như vậy chứ? Đứng lại. Ta nói thật cho ngươi biết, Yến Tuân chắc chắn phải chết. Ta tuyệt đối không để cho Yến Tuân sống sót rời đi. Tới lúc đó tai họa ập tới, cô ta cũng không có kết cục tốt đâu. Năm đó hoàng thượng muốn giết Định Bắc Hầu, không phải ngài là người duy nhất trong triều dân biểu phản đối sao? Nhưng bây giờ đã khác trước rồi. Năm đó Định Bắc Hầu là trọng thần của đất nước, hoàng thượng muốn giết ông ấy là vì lòng nghi ngờ của mình. Tất nhiên ta không đồng ý. Nhưng bây giờ Yến Tuân, hắn bụng đầy thù hận, sát khí khắp người. Nếu để hắn thoát khỏi vòng lao lý, thả hổ về rừng, thì đại chiến lập tức sẽ xảy ra, biên ngại phía Bắc sẽ không được yên bình. Ta thân là hoàng tử, tướng quân đế quốc, tuyệt đối không cho phép một chuyện như vậy xảy ra. Vũ Văn Nguyệt, đừng quên mất thân phận của mình là gì. Thính Tùng Đường. Kỳ hạn 3 năm sắp hết, thời gian dành cho chúng ta càng lúc càng ít, cho nên chúng ta phải có sự chuẩn bị thật chu toàn. Càng là điều không thể càng dễ xảy ra sai sót, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị tốt trong mọi tình huống. Chúng tôi đã bố trí phòng bị trên đường Chu Tước, các bộ của Trường An cũng đã cài sẵn người, chắc là khó mà công phá. Không ra được cổng thành, tất cả bố trí đều không có giúp ích được gì. Xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Tới lúc đó chúng ta sẽ gây ra hỗn loạn ở trong thành, đánh lạc hướng tầm nhìn của các binh sĩ thủ thành, sau đó thừa cơ cải trang ra thành. Cũng chỉ có thể như vậy. Hoàng thượng lệnh cho ta dẫn quân đón tiếp Thái tử Đại Lương. Các chị để chuẩn bị một lát rồi cùng đi theo ta. À, điện hạ, đây không phải việc tốt đẹp gì. Mà tướng nghe nói vị thái tử này từ nhỏ phạm là thứ đàn ông từng chạm vào,
hắn đều không đụng đến. Vì để nuôi sống tên lạ đời này, phụ hoàng đáng thương kia của hắn phải suy nghĩ nát óc. Ngay cả lúa gạo rau củ trái cây hắn ăn hàng ngày đều là ở hậu cung tạo ra một mảnh đất màu mỡ do một thiếu nữ xinh đẹp đích thân trồng lấy, hắn mới có thể nuốt trôi. Từ Kiến Khang đến Trường An khoái mã là 1 tháng, cho dù ngồi xe ngựa đi từ từ 2 tháng cũng có thể đến nơi. Nhưng vị thái tử này chuẩn bị suốt 4 tháng trời mới chịu lên đường, tới bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng nào hết. Là tin đồn thôi, dù sao thái tử một nước không quá đáng gì chứ. Còn có điều quá đáng hơn nữa đó. Với hoàng tử của Đại Ngụy ta, như điện hạ phần lớn đều có kinh nghiệm trấn thủ biên cương, đi theo quân đội nào là thảo nguyên, nơi hoang du, sông lớn khe núi đều đã từng lui tới. Nhưng vị thái tử này qua sông phải bắt cầu, gặp thảo nguyên phải khai quan, đường núi không đi, sa mạc không đi, trong vòng 50 dặm không có thành trì cũng không đi. Ê điện hạ, đây là một củ khoai lang phỏng tay khó hầu hạ dữ lắm. Điện hạ, dịch trạm tiền phương báo thái tử nửa đêm đạp chăn bị nhiễm phong hàn, đã quay về rồi. Khủng kiếp, tên thái tử vô dụng này. Bỏ đi, nếu như đã thấy bóng dáng của hắn rồi thì phải đi đón tiếp chứ. Nhưng ngài ấy không chịu gặp điện hạ, nói điện hạ vừa từ tiền tuyến trở về, sát khí trên người quá nặng sẽ khiến bệnh tình của ngài ấy nặng thêm. Hơn nữa những lời này cũng là do cung nữ bên cạnh ngài ấy truyền đạt lại. Thái tử cực phẩm này là người đàn ông không nói chuyện với đàn ông, làm sao đối phó đây chứ? Trời, Phất tỷ tỷ, phía trước có người nha. Ai vậy? Là nam hay là nữ? Là 4 nam 1 nữ. Người nữ kia dáng vẻ có đẹp không? Tuổi khoảng bao nhiêu? Nhìn thì cũng được, 17-18 tuổi, cũng không đẹp hơn muội bao nhiêu. So với Nga tỷ tỷ, Phất tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ càng không thể so sánh. Ta cho muội biết, chủ tử nói rồi, người có thể khiến Lục Nga muội nói ra những câu này chắc chắn là tuyệt sắc mỹ nhân. Người nam thì thả đi, người nữ thì giữ lại. Thái tử muốn hỏi chuyện. Đã nghe Phất tỷ tỷ của ta nói rồi chứ, nam thì đi đi, nữ thì ở lại. Ta nói các người không nghe thấy sao? Một đám ngu xuẩn. Ta thấy thắt lưng của người cũng không có ngựa bài, chứng minh người không phải sĩ tộc. Một cô gái cơ hàn có thể có được đãi ngộ này đã không tệ rồi. Mấy người các người mau đi đi. Nhà đầu kia từ đâu tới vậy? Cái đồ không biết sống chết. Có gì hay đâu chứ, chỉ là tên lính quẹt thôi. Nhanh lên. Đi thôi. Nữ nhân như nữ nhân như cô có phải quá tàn nhẫn không? Sao kêu, cô làm cái gì vậy? Thái tử. Điện hạ, bộ soái quản giáo không nghiêm, đắc tội rồi. Bộ ngươi bị điên rồi sao? Cả gan dám đánh thái tử, đúng là gan lớn bằng trời.
Lần này ả đã gây ra quả lớn, Dương Vương Điện Hạ phải trừng phạt ả thật nặng. Điện Hạ, bụng dạ khó lường, dĩ hạ phạm thượng. Các người nói đủ chưa vậy? Nói đủ rồi thì cút đi cho ta. Ngươi, nè, không được vô lễ với Điện Hạ. Nhưng mà chuyện này chúng tôi sẽ không bỏ qua vậy đâu. Nhất định phái sứ giả tới Trường An hỏi cho rõ chuyện này. Còn về cô nương đó, nếu Điện Hạ không chịu giao người, chúng tôi cũng không thể làm gì. Vậy xin Điện Hạ giúp chúng tôi giữ ả lại, hẹn tới hôm khác xin chỉ giáo sao. Thái tử, cẩn thận thôi. Từ từ. Bảo vệ thái tử cho tốt, nếu còn có sơ sót gì xử lý theo quân pháp. Dạ. Về thôi. Dạ. Điện Hạ, Mạc tướng biết mình đã gây ra quả lớn, xin Điện Hạ trách phạt. Sở Kiều biết đã phạm tội tày trời, không thể tha thứ. Nhưng người nào làm thì người đó chịu, không muốn làm liên lụy các tướng lĩnh và binh sĩ. Tốt lắm. Làm rất tốt. Làm rất tốt. Tên tiểu tử tiêu sách này, phải cho hắn biết tay từ lâu rồi. Thái tử đại lương cái gì chứ, giống như đàn bà vậy, suốt ngày ăn mặc loè loè, ta nhìn thấy cũng buồn nôn. Nhiều tật xấu như vậy, phải có người giết hắn ta chứ. Tiểu nhà đầu, làm tốt lắm. Ai đâu muốn đối phó với người thì phải hỏi bọn ta trước mới được. Điện hạ, tuy là không biết không có tội, nhưng mà dù sao ta cũng đã đánh thái tử đại lương, huống hồ hắn còn đến để hòa thân. Cho dù không xử phạt, ta cũng nên đi xin lỗi hắn một tiếng. Cô đánh hắn rồi sao? Đánh chỗ nào vậy? Sao ta không nhìn thấy chứ? Các người có thấy không vậy? Không thấy. Không nhìn thấy. Có điều nha đầu cô cũng ngốc thiệt ha. Muốn đánh hắn cũng phải tìm một nơi không có ai rồi mới ra tay chứ. Đúng vậy, Điện Hạ đã nghiên cứu với bọn ta rồi. Chỉ cần tiểu tử này lên đường, bọn ta sẽ tìm một nơi ít người, trùm bao bố, đánh cho hả giận. Không ngờ cô còn nhanh tay hơn bọn ta nữa. Thật ra bọn ta đã tới đó lâu rồi, chỉ là không lộ diện thôi. Cô yên tâm đi, bây giờ cô đã là người của ta, là vì bảo vệ thuộc hạ, ta tuyệt đối không để cho cô chịu ở mức đâu. Truyền lệnh của ta, hôm nay không ai được rời khỏi Kiêu Kỵ Doanh. Nếu để lộ phong thanh, đừng trách ta ra tay vô tình. Rõ. Thất ca, lần này giày vò chết đệ luôn rồi. Ê, chính là cái tên tiêu sách kia, đúng là không phải chủ tốt gì cả. Tốt xấu gì đệ cũng là hoàng tử mà, đệ so với hắn đệ là cái gì chứ. Cái này mới làm đệ khó chịu nè. Nửa đêm đến nói với đệ, trong phòng không thoáng mát, hắn thấy rất khó chịu. Được, đệ đã nghĩ hết mọi cách làm thông thoáng cho hắn. Huynh biết sau khi thông thoáng xong hắn đã nói cái gì không? Hắn nói trong phòng quá thông thoáng, hắn cảm thấy lạnh đó. Sáng sớm thức dậy nói là cung nữ trong phòng xấu xí. Đệ nói phải, không đẹp bằng của người. Đệ đây đã tìm cho hắn một số cung nữ cực kỳ xinh đẹp, hắn lại chê người ta không biết ngâm thơ đối đáp. Bữa cơm nào đều kén chọn đủ điều, uống trà thì chỉ uống trà mới trong vòng 3 ngày. Điều buồn cười nhất huynh biết là cái gì không? Dưới chân của thị vệ ngoài cửa không có đệm lót dậy, hắn nói làm cho hắn thức giấc. Thiệt đó, phàn nàn đủ mọi thứ luôn. Hắn có nhắc với đệ chuyện Sở Kiều đánh hắn hay không? À, Sở đánh hắn hả? Ừ. Thì ra mặt mũi của hắn bầm dập là do A Sở đánh đó hả? Hải giận quá đi. Hắn quả thật không nhắc với đệ một chữ nào sao? Một chữ cũng không nhắc tới nữa. Nếu là đệ, đệ cũng không nhắc đâu. Một người đàn ông bị một tiểu cô nương đánh thành như vậy, hắn còn mặt mũi nhắc sao? Trước đây ta còn tưởng hắn là một cao thủ giả làm heo ăn thịt cọp, không ngờ hắn quả là một tên biến thái, khiến cho người ta không thể nào ngờ được. Thất ca,
Huynh ngửi thấy được gì rồi? Mùi gì? Mùi của tên biến thái kia đó. Lại tới nữa hả? Lại tới rồi. Sao hả? Có thơm không? Hả? Cách ăn mặc hôm nay của ta có phải rất là quý phái không? Hả? Đẹp, lợi hại. Ê, cô ấy tới chưa? Chẳng lẽ ngươi không nói với cô ấy sao? À, sắp tới rồi. Sắp tới hả? Ừ. Ừ. Ti chức tham kiến hai vị điện hạ. Ý. Thô lỗ như vậy sao? Là ta đây. Nàng không nhận ra sao? Hả? Thái tử hả? To gan. Buông tay ra. Sao không nhìn xem đây là ở đâu chứ? Ngươi hét cái gì chứ? Hả? Ngươi biết nàng là ai không? Nàng là thị vệ bổn thái tử Khâm Điểm. Thái tử à? Ngài bị đánh còn chưa đủ nữa hả? Ta vô cùng hài lòng về nàng ấy. À, cô nương, nàng tên là gì? Nàng làm thị vệ hầu cận cho ta nha. Thất à, hắn ta có bị bệnh không vậy? Cũng không biết sao nữa. Với bộ dạng của hắn mà là thái tử đại lương hay sao chứ? Bình tĩnh lại đi. Không phải đâu thất ca, nếu còn tiếp tục như vậy A Sở sẽ bị thiệt đó. Thái tử điện hạ, hôm đó Sở Kiều đã mạo phạm, mong ngài người lớn không trách kẻ nhỏ, đừng trách tội. Thì ra nàng tên Sở Kiều. Vậy ta gọi nàng là Kiều Nhi hay là Tiểu Kiều được không? Sở Kiều thân phận thấp hèn, tiện danh không đáng để điện hạ gọi đâu. Hay gọi nàng là Kiều Kiều nha, như vậy nghe thân thiết hơn. Điện hạ, rốt cuộc ngài muốn làm gì cứ nói thẳng ra. Trong nhà nàng còn những ai? Còn phụ mẫu không? Có huynh đệ tỷ muội không? Nàng sinh tháng mấy? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ta sinh vào tháng 7, năm nay 21 tuổi, đã tới tuổi kết hôn rồi. Thái tử điện hạ, nếu là vì Sở Kiều đã mạo phạm thái tử điện hạ hôm đó, khiến ngài có hành xử như ngày hôm nay, vậy Sở Kiều cam nguyện chịu phạt. À đúng rồi, nguyên quán của nàng ở đâu? Ta thấy nàng xinh đẹp như vậy, da dẻ mịn màng như vậy, không giống người nước ngụy, trái lại rất giống nữ nhân của đại lương ta. Thái tử điện hạ, chúng ta có thể nói chuyện bình thường một chút không? Giận rồi hả? Nàng giận mà cũng đáng yêu nữa. Ta thật sự rất là khéo chọn đó. Thái tử điện hạ. Hả? Rốt cuộc ngài thích điều gì ở ta? Tất cả, tất cả của nàng ta đều thích. Hoặc nên hỏi là ngài muốn lợi dụng ta điều gì? Nếu ngài muốn giết ta, có rất nhiều lý do. Ta chỉ là một giáo đầu tiễn thuật nho nhỏ của Kiều Kỵ Doanh, không có giá trị lợi dụng gì đâu. Kiều Kiều,
Ta với nàng nhất kiến chung tình, nàng hiểu lầm ta như vậy, ta sẽ rất đau lòng đó. Kiều Kiều, tay ta lạnh lắm, nàng có thể sưởi ấm cho ta không? Điện hạ, ta không sao, không sao, ta không sao. Điện hạ, từ từ thôi. Không sao, không sao, không sao thật mà, không sao thật mà. Không sao thì tốt rồi. Không sao thì tốt rồi. Ê da, chiếc xe ngựa này đi còn chậm hơn người mà. Em như vậy thái tử bay ra ngoài được, thật là lợi hại. À, sợ lợi hại thiệt hả? Đi. Kiều Kiều, nàng ra tay quá độc ác, đối xử như vậy với người nàng phải bảo vệ. Nam nữ hữu biệt, xin điện hạ tự trọng. Kiều Kiều à, nàng bôi thuốc cho ta đi, ta muốn tốt cho nàng đó. Nàng nghĩ mà xem, nếu như người khác phát hiện ta bị thương thì nàng sẽ bị liên lụy đó. Thuốc này của ta sẽ chữa vết thâm tím rất hiệu quả, bôi vào là hiệu quả ngay. Ngài suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn ta bôi thuốc cho ngài sao? Kiều Kiều, nàng bôi thuốc cho ta đi, ta muốn tốt cho nàng thôi. Nàng nghĩ xem, nếu người khác phát hiện ta bị thương, nàng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Thuốc này của ta chữa vết thâm tím rất hiệu quả, vừa bôi vào là hiệu quả ngay. Ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn ta bôi thuốc cho ngài thật sao? Thoải mái quá, thoải mái. Đáng đời. Thoải mái. Thoải mái. Thoải mái. Ngài cứ giả điên giả ngốc như vậy, dùng cái vẻ mặt bỡn cợt đó để bảo vệ mạng của mình sao? Nàng đoán đúng rồi. Thật ra ta là anh minh thần võ, có đầu óc chính trị lắm. Thế nào, sùng bái ta chưa? Nói làm sao đây ta? Nếu con người ta cứ giả ngốc thường xuyên, thời gian lâu dần sẽ trở nên ngốc thật đó. Kiều Kiều, là phụ nữ nên dịu dàng dễ thương một chút vẫn hơn. Sao nàng cứ luôn hùng hổ dọa người vậy? Ta đã rất khống chế bản thân ta rồi. Vậy nếu như không khống chế thì sao? Ngài có thể thử xem. Cung nghênh thái tử điện hạ, hoàng thượng đã ở đại điện rồi. Kiều Kiều, nào, để ta đỡ nàng. Không cần đâu thái tử điện hạ, ta tự đi. Hả? Kiều Kiều, nàng xem mắt của ta có phải đỡ hơn nhiều rồi không? Ta đã nói thuốc này rất lợi hại, đúng là có khác mà. Đi, bổn thái tử dẫn nàng đi nhìn cảnh đẹp. Đi. Thái tử mời. Được, 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 được. Vậy nàng đi thôi ta. Kiều Kiều, đại quỷ các người chào đón những vị khách đường xa đến như vậy sao? Cái cách trang điểm kiều diễm lộng lẫy như vậy rất hợp với thái tử ngài đó. Có một người đẹp, thanh tú tao nhã, không hẹn mà gặp, như ý nguyện ta. Nàng xem họ đi, ai nấy mặt mày phấn son, nào có thể sánh với nàng chứ.
Thái tử, mắt của ngài chỉ vừa mới khỏi. Đi thôi. Thái tử Đại Lương Tiêu Sách tham kiến bệ hạ. Ti chức tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tạ bệ hạ. Giáo đầu tại sao lại ở đây? Khởi bẩm bệ hạ, ti chức nhận lệnh đi theo bảo vệ Tiêu thái tử. Ờ, đúng vậy, sở giáo đầu phụ trách bảo vệ ta. Chỉ có điều, có một điểm không tốt. Cái gì không tốt? Sở giáo đầu đã hầu hạ ta quá tốt, sau này nếu không có cô ấy hầu hạ, ta sẽ không quen đâu. Tiêu thái tử quả nhiên là du tính thú vị, chắc không phải lưu luyến ở đây đến quên lối về chứ. Tiêu Sách sống rất tốt, ở đây sống tốt hơn ở nhà. Ờ, vậy thì không được. Ngươi, phụ hoàng mà biết được sẽ tìm Trẫm gây rắc rối đó. Lần này chuyện hòa thân của Đại Ngụy và Đại Lương, Trẫm rất coi trọng. Lúc nãy thái tử vào điện cũng đã nhìn thấy rồi. Những cô gái mặc hoa phục kia đều là thiên kim của đặc quan quý nhân, tùy ngươi lựa chọn. Bệ hạ, chuyện hôn nhân đại sự của Tiêu Sách vẫn cần phụ hoàng ta làm chủ. Và việc hòa thân này liên quan tới đại kế của hai nước, Tiêu Sách càng không dám tự ý làm chủ. Nhưng mà Tiêu Sách lại phải lòng một người, muốn cầu bệ hạ ban cho Tiêu Sách làm thị vệ thân cận, mong bệ hạ tác thành. Ồ, là ai vậy? Chính là đàn ấy, giáo đầu Kiêu Kỵ Doanh, Sở Kiêu. Ngài làm gì vậy? Muốn nàng đó. Ngài điên rồi hả? Sở giáo đầu là một nữ quan do Ngô Hoàng cất nhắc lên. Nếu như tặng cho thái tử ngài, e rằng sẽ khiến cho thần dân Đại Ngụy ta nghi ngờ lòng cầu hiền của triều đình. Mong rằng thái tử suy xét. Đứng lại. Gọi ta? Đương nhiên là cô rồi. Nhìn thấy phó soái, thái độ vậy sao? Vũ Văn phó soái. Ta đã cho cô đi chưa? Gây sự hả? Cô to gan lắm. Nói chuyện với ta như vậy sao? Trí nhớ người không tốt phải không? Ta đã mấy lần suýt chút xử lý người rồi. Nói chuyện với người như vậy rất lạ sao? Hiện giờ đã khác xưa rồi. Với tới được thái tử kia, cô đã không coi cấp trên như ta ra gì nữa rồi, có đúng không? Trước giờ vẫn không coi ra gì hết, không liên quan tới tên đần đó. Ta với tới được thái tử Đại Lương, ngươi ganh tị sao? Ganh tị thì đi tìm hắn đi. Ngươi trông cũng khá bảnh trai đó, không chừng hắn sẽ phải lòng ngươi. Lạc Hà tỷ tỷ, hôm nay Lan Nhi đã gặp được con gái của tỷ rồi. Thật không ngờ đời này kiếp này vẫn còn cơ hội trùng phùng bằng cách như thế. Nhưng con bé không nhận ra muội, lẽ nào không muốn nhận nhau với muội sao? Lan Nhi rất muốn gặp lại con bé nữa, nhưng mà lại sợ con bé nói ra thân phận của muội, gây họa cho hài nhi của muội. Lạc Hạ tỷ tỷ, ân tình của tỷ Lan Nhi không bao giờ quên. Nhưng giờ đây Lan Nhi đã tiến cung, cũng đã có con của mình rồi,
một người mẹ. Vì đứa con của mình, cô ta có thể hy sinh mọi thứ. Lạc Hạ tỷ tỷ, muội có nên gặp lại A Sở không? Thái tử, ngài như vậy là có ý gì? Thật sự phải lòng của Sở Kiều đó sao? Ngươi cảm thấy sao? Không nên đâu. Bình thường ngài toàn thích dốc dáng đẩy đà, thân hình đẹp mà. Còn Sở Kiều đó, cả thân hình chẳng được mấy lạng thịt, gầy gò như bộ xương vậy. Ngài lại thích cô ta sao? Làm gì mà tệ như ngươi nói chứ. Đâu chỉ vậy, ta cảm thấy hắt hơi một cái cũng có thể thổi bay cô ta rồi. Ta thì cảm thấy khá tốt, thật không tệ. Thái tử, thư của trưởng công chúa. Tiêu Ngọc viết thư cho ta. Đi thôi. Thái tử, chúng ta đi đâu vậy? Đi gặp tỷ tỷ tốt của ta. Hoàng tỷ. Đệ đệ. Tới Trường An khi nào vậy? Ta cũng mới tới chưa lâu. Lần trước có nghe phụ hoàng nói sức khỏe của tỷ không tốt lắm, còn tưởng tỷ tới Nhai Sơn tịnh tu rồi, không ngờ gặp ở đây. Đúng đó, dù gì đối với ta ở đâu cũng như nhau, dù gì cũng phải làm gì. Nhưng mà đệ, dọc đường cũng đã bôn ba vất vả rồi. Không bằng tỷ được kinh doanh mật phủ vất vả hơn. Lần này tỷ tới Trường An là vì chuyện gì? À, một số chuyện giặt thôi, không quan trọng. Còn đệ, chuyến đi thăm thế nào rồi? Có thu hoạch được gì không? Ê, nhân phong của đại ngụy này sao có thể so sánh với đại lương chúng ta được chứ? Ai ai cũng quá sức tầm thường, khó mà lọt mắt. Đại ngụy này không giống đại lương chúng ta, cứ từ từ xem, đừng vội. Được, vậy chờ có gì không hiểu, đệ nhất định sẽ thỉnh giáo tỷ. Thái tử, trưởng công chúa ở đây chắc không có chuyện gì chứ? Người đàn bà này thâm hiểm cay độc, cả một bụng ác ý. Cô ta ở đây thì có chuyện gì mà tốt lành chứ? Nhưng mà mục tiêu của cô ta và bổn thái tử rất có khả năng là giống nhau đó. Thái tử, sao thần cứ cảm thấy giống như ngài đang mắng bản thân mình vậy? Căn dặn xuống dưới kêu mọi người phải cẩn trọng một chút. Trường An thành là địa bàn của cô ta, hiện giờ ta ở đây rồi. Nếu cô ta không làm gì với ta thì quá có lỗi với bản thân cô ta rồi. Rõ. Nhưng mà chúng ta sống ở trong hoàng cung, chắc cô ta không dám hành động lỗ mãng đâu. Không thể nói vậy được. Khó khăn lắm chúng ta mới thoát khỏi sự dòm ngó. Không có sự quản thúc của phụ hoàng, nếu không dạy dỗ cô ta một chút thì bổn thái tử uổng công đi một chuyến rồi. Thái tử, rốt cuộc thì chúng ta sẽ phải trốn hay là đánh đây? Ngươi đoán xem. Đánh. Tôn chủ, thái tử điện hạ thật sự tới thăm sao? Kỳ hạn 3 năm sắp đến rồi. Yến Tuân chết thì thôi, nếu như hắn còn sống chạy khỏi Trường An, đại ngụy và Yến Bắc chắc chắn sẽ đánh nhau. Chuyện dễ dàng như vậy ta có thể nhìn ra, Tiêu Sách sao có thể không nhìn ra? Bất kể là ta hay là hắn, chỉ cần có thể hoàn thành việc này, chắc chắn sẽ được phụ hoàng tán thưởng. Trước đây không lâu, chẳng phải hắn vẫn luôn muốn đoạt được bí phủ sao? Sao lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được chứ? Thái tử điện hạ cũng muốn liên minh với Yến Tuân sao? Cũng gần như vậy. Vậy thì tại sao lại phải ra tay với một tỳ nữ tên là Sở Kiều? Ai cũng biết Sở Kiều đó là người dưới trướng của Yến Tuân. Hành động hôm nay đã để lộ mặt Sở Kiều trước trăm con mắt dõi theo, đồng nghĩa là cắt một cánh tay của Yến Tuân. Ngài ấy không sợ kết thù với Yến Tuân sao? Chắc là hắn vẫn còn giữ lại chiêu hầu. Bây giờ cô đi sắp xếp người,
kêu họ sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, chờ lệnh của ta. Tôn chủ định là... Nếu đã đến rồi thì ta sẽ cùng hắn khoa tay múa chân cho tốt. Nếu lần này có thể thuận lợi diệt trừ Tiêu Sách thì ca ca sẽ có cơ hội lên ngôi vị thái tử rồi. Vậy thì quá hoàn hảo. Kiều Kiều, nàng bôi thuốc cho ta đi. Ta muốn tốt cho nàng thôi. Nàng nghĩ xem, nếu người khác phát hiện ta bị thương, nàng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Thuốc này của ta chữa vết thâm tím rất hiệu quả, vừa bôi vào là hiệu quả ngay. Ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn ta bôi thuốc cho ngài thật sao? Thoải mái quá, thoải mái. Đáng đời. Thoải mái. Thoải mái. Thoải mái. Ngài cứ giả điên giả ngốc như vậy, dùng cái vẻ mặt bẩn cợt đó để bảo vệ mạng của mình sao? Nàng đoán đúng rồi. Thật ra ta là anh minh thần võ, có đầu óc chính trị lắm. Thế nào, sùng bái ta chưa? Nói làm sao đây ta? Nếu con người ta cứ giả ngốc thường xuyên, thời gian lâu dần sẽ trở nên ngốc thật đó. Kiều Kiều, là phụ nữ nên dịu dàng dễ thương một chút vẫn hơn. Sao nàng cứ luôn hùng hổ dọa người vậy? Ta đã rất khống chế bản thân ta rồi. Vậy nếu như không khống chế thì sao? Ngài có thể thử xem. Cung nghênh Thái tử Điện Hạ, Hoàng thượng đã ở đại điện rồi. Kiều Kiều, nào, để ta đỡ nàng. Không cần đâu Thái tử Điện Hạ, ta tự đi. Hả? Kiều Kiều, nàng xem mắt của ta có phải đỡ hơn nhiều rồi không? Ta đã nói thuốc này rất lợi hại, đúng là có khác mà. Đi, bổn Thái tử dẫn nàng đi nhìn cảnh đẹp. Đi. Thái tử, mời. Được, 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 được. Vậy nàng đi thôi ta. Kiều Kiều, đại quỷ các người chào đón những vị khách đường xa đến như vậy sao? Cái cách trang điểm kiều diễm lộng lẫy như vậy rất hợp với thái tử ngài đó. Có một người đẹp, thanh tú tao nhã, không hẹn mà gặp, như ý nguyện ta. Nàng xem họ đi, ai nấy mặt mày phấn son, nào có thể sánh với nàng chứ. Thái tử, mắt của ngài chỉ vừa mới khỏi. Đi thôi. Thái tử Đại Lương Tiêu Sách tham kiến bệ hạ. Ti chức tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tạ bệ hạ. Giáo đầu tại sao lại ở đây? Khởi bẩm bệ hạ, ti chức nhận lệnh đi theo bảo vệ Tiêu thái tử. Ờ, đúng vậy, sở giáo đầu phụ trách bảo vệ ta. Chỉ có điều, có một điểm không tốt. Cái gì không tốt? Sở giáo đầu đã hầu hạ ta quá tốt, sau này nếu không có cô ấy hầu hạ, ta sẽ không quen đâu. Tiêu thái tử quả nhiên là vui tính thú vị, chắc không phải lưu luyến ở đây đến quên lối về chứ. Tiêu Sách sống rất tốt, ở đây sống tốt hơn ở nhà. Ờ, vậy thì không được. Ngươi, phụ hoàng mà biết được sẽ tìm trẫm gây rắc rối đó. Lần này chuyện hòa thân của Đại Ngụy và Đại Lương, trẫm rất coi trọng. Lúc nãy thái tử vào điện cũng đã nhìn thấy rồi, những cô gái mặc hoa phục kia đều là thiên kim của đạt quan quý nhân, tùy ngươi lựa chọn. Bệ hạ, chuyện hôn nhân đại sự của Tiêu Sách vẫn cần phụ hoàng ta làm chủ, và việc hòa thân này liên quan tới đại kế của hai nước, Tiêu Sách càng không dám tự ý làm chủ. Nhưng mà Tiêu Sách lại phải lòng một người, muốn cầu bệ hạ ban cho Tiêu Sách
làm thị vệ thân cận, mong bệ hạ tác thành. Ồ, là ai vậy? Chính là đàn ấy, giáo đầu Kiêu Kỵ Doanh, Sở Kiêu. Ngài làm gì vậy? Muốn nàng đó. Ngài điên rồi hả? Sở giáo đầu là một nữ quan do Ngô Hoàng cất nhắc lên. Nếu như tặng cho thái tử ngài, e rằng sẽ khiến cho thần dân Đại Ngụy ta nghi ngờ lòng cầu hiền của triều đình. Mong rằng thái tử suy xét. Đứng lại. Gọi ta? Đương nhiên là cô rồi. Nhìn thấy phó soái thái độ vậy sao? Vũ Văn phó soái, ta đã cho cô đi chưa? Gây sự hả? Cô to gan lắm, nói chuyện với ta như vậy sao? Trí nhớ người không tốt phải không? Ta đã mấy lần suýt chút xử lý người rồi, nói chuyện với người như vậy rất lạ sao? Hiện giờ đã khác xưa rồi. Với tới được thái tử kia, cô đã không coi cấp trên như ta ra gì nữa rồi, có đúng không? Trước giờ vẫn không coi ra gì hết, không liên quan tới tên đần đó. Ta với tới được thái tử Đại Lương, ngươi ganh tị sao? Ganh tị thì đi tìm hắn đi. Ngươi trông cũng khá bảnh trai đó, không chừng hắn sẽ phải lòng ngươi.